Ca thán Phật Đức Đệ Nhị Thập Thất. Phật ngữ A Nan, bỉ quốc Bồ Tát thừa Phật oai thần, ư nhất thực khoảnh, phục vãng thập phương vô biên tịnh xá, cúng dường chư Phật, hoa hương tràn phan cúng dường chi cụ, ứng niệm tức trí giai hiện thủ chung, chân diệu thù đặc phi thế sở hữu, dĩ phục chư Phật cập Bồ Tát chúng, kỳ sở tán hoa tức ư không chung, hiệp vi nhất hoa, hoa giai hướng hạ đoan viên châu táp, hóa thành hoa cái, bá thiên quang sắc, sắc sắc dị hương, hương khí phổ huân, cái chi tiểu giả mãn thập do tuần, như thị chuyển bội, nãi trí biến phú tam thiên đại thiên thế giới, tùy kỳ tiền hậu dĩ thứ hóa một, nhược bất canh dĩ tân hoa trùng tán, tiền sở tán hoa chung bất phục lạc, ư hư không chung cộng tấu thiên nhạc, dĩ vi diệu âm ca thán Phật Đức, kinh tu du san hoàn kỳ bổn quốc, đô tất tập hội thất bảo giảng đường, vô lượng thọ Phật tắc vị quảng tuyên đại giáo, diễn xướng diệu pháp mạc bất hoan hỷ, tâm giải đắc đạo, tức thời hương phong suy thất bảo thủ, xuất ngũ âm thanh, vô lượng diệu hoa tùy phong tứ tán, tự nhiên cúng dường như thị bất tuyệt, nhất thiết chư thiên giai tê bá thiên hoa hương, vạn chủng kỹ nhạc cúng dường bị Phật, cập chư Bồ Tát thanh văn chi chúng, tiền hậu vãng lai hy di khoái lạc, thử giai vô lượng thọ Phật bổn nguyện gia oai, cập tầng cúng dường như lai, thiện căn tương tục vô khuyết giảm cố, thiện tu tập cố thiện nhiếp thủ cố thiện thành tựu cố.